Nhân dân các nước lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Toàn dân toàn quân ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy ý chí, quyết tâm và những thành quả của năm Canh Tí 2020, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa trong cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta. Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào thân ái và thân ái.